Một vài cái thắc mắc thôi. Thắc mắc của tôi hỏi tại sao trời là đàn ông hay đàn bà? Có người nói ông trời thì đúng là công nhận là đàn ông. Có mặt trời thì phải là người. Có lưng trời, có chân trời, nhưng chắc chắn trời là đàn bà vì có bầu trời. Đàn ông làm gì có bầu? Đồng ý nha. Tại sao gọi là ông trăng mà sao gọi là chị Nguyệt? Thấy không? Chị Hằng, chị Nguyệt mà ông trăng. Câu trả lời của tôi hay lắm, là vì đàn ông đẹp hơn đàn bà. Trăng nó dịu mát hơn. Tại sao gọi là bà phù thủy mà không bao giờ nghe ông phù thủy? Là vì phụ nữ tàn ác hơn. Tại sao có mỹ nhân kế mà không bao giờ nghe nam nhân kế? Là vì đàn ông rất chân thật, không lường gạt, còn đàn bà mới là muốn xảo dữ lắm. Tại sao có ông già Noel mà chả bao giờ nghe bà già Noel? Là vì bao nhiêu chuyện phúc hậu là dành cho đàn ông. Tại sao gọi là phụ nữ mà không bao giờ nghe phụ nam? Không có. Cái chữ đó có mà sao không ai dùng? Tại vì đàn bà chỉ là phụ thôi. Ngày không? Tại sao có cô hồn mà không có cậu hồn? Tao nói các đẳng cô hồn, đâu ai nói có cậu hồn. Là vì các bà chết thành ma, các ông chết thành thiên thần. Có ai không đúng thì đừng phản đối vì chuyện cười mà. Hơi đâu mà ngồi suy nghĩ. Đây là câu thơ để khen lại các bà, khen ở chê tôi không biết. Mấy ông viết cho vợ có 10 điều thương, là vì Chúa Thần là nguồn tình yêu mà. Một thương đôi má của nàng, xoa toàn mỹ phẩm anh tàn một tháng lương. Hai thương giọng ngọt như đường, nàng xin một tiếng vua cũng nhường mất ngôi. Ba thương đo đỏ đôi môi, không ai chạm được sợ trôi son của nàng. Bốn thương 10 ngón thiên đàng, móng nàng lạ lắm, lúc vàng lại lúc xanh. Năm thương đôi mắt long lanh, liếc tình một cái cọp cũng biến thành nai tơ. Sáu thương cái nét ngây thơ, quen nàng một tháng anh khờ 30 năm. Bảy thương cái mặt chồng dòng, đòi mua cho được áo đầm mới vui. Tám thương mái tóc buông xuôi, bao người điêu đứng bởi mùi dầu thơm. Chúng ta chắc có thật. Chín thương nàng biết nấu cơm, 3 năm chỉ một món anh gầy như ma. 10 thương tính chẳng xa hoa, vòng vàng không thích chỉ mê hột xoài. Chết bà. Ngày thứ sáu vừa rồi dẫn mấy người với bác già xuống cái chỗ Minh, nơi đó nó bán một cái hột xoài có 4 ly thôi, không biết bằng cái gì. Quý vị đoán bao nhiêu tiền? Cái rẻ nhất 93.000 đô. Nhiều xíu rớt ra hết tiền. 93 có cái 150.000 đô, cái hạt nhỏ xíu. Để vô nhẫn rửa tay mới theo ông cống đi mất, để là xót xa cả buổi. Tôi xin trở lại vấn đề là Chúa có nhiều nam tính hay nữ tính thì để lần sau mình giải đáp. Chúa, xin mời cộng đoàn đứng. Lạy Chúa, Chúa đã rộng ban.